Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi có muốn đăng một cái tin có tên là Việt Kiều ai cũng thích về Việt Nam lấy vợ. Lý do là đây. Tôi có 3 lý do để mà đưa, để đọc cho quý vị và các bạn trên cái tạp chí Việt Kiều. Vì thứ nhất là tôi cũng vừa mới kết nối được với tạp chí Việt Kiều trong một cái thời gian rất là ngắn, vào khoảng chừng trên dưới một tháng. Nhưng tôi thấy từng câu chữ của tạp chí rất là hay, và rất rất là nhiều lần cảm ơn tạp chí Việt Kiều vì tính nhân văn trong hồ sơ và rất là có tâm trong từng câu chữ. Cái thứ hai của nguồn tạp chí Việt Kiều trong cái bài mà tôi muốn đọc cho quý vị và các bạn là của thầy Dương Trung Hiếu, là một người thầy IT dạy IT cho tôi, và tôi cũng muốn cảm ơn thầy. Vấn đề thứ ba nữa, nó cũng thuộc về lĩnh vực của tôi. Tôi cũng vừa mới làm một cái video và tặng cho một số anh chị em muốn Việt Kiều, ngoại Kiều muốn về Việt Nam lấy vợ. Và đó là chủ đề của tôi. Đó là ba lý do tại sao tôi muốn đưa cái video với cái giọng đọc của tôi đến cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Việt Kiều Mỹ ai cũng thích về Việt Nam lấy vợ, lý do là đây. Câu chuyện hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện tại sao Việt Kiều lại về Việt Nam lấy vợ thay vì lấy vợ tại Mỹ. Đây có lẽ là vấn đề mọi người quan tâm. Đặc biệt, các chị em ở Việt Nam luôn ôm mộng lấy chồng Việt Kiều sẽ được đổi đời. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã trải qua cái thời kỳ yêu nhau rồi. Thấy một số bạn bè của mình cũng lấy chồng Việt Kiều, một số bạn bè mình lấy chồng ngoại Kiều, của mình cũng lo lắm. Và quay lại một chút về hơn 20 năm về trước, để trở lại mình đặt trứng về, mình là người Việt Nam, mình có muốn lấy Việt Kiều không? Thẳng thắn và thừa nhận rằng có. Nếu chia sẻ có chút đụng chạm đến nhiều quý anh cũng mong được bỏ qua, bởi tôi chỉ muốn nói rõ, nói thật cho các chị em trước khi quyết định quan trọng cuộc đời mình. Các quý anh em bên này, tôi xin mạn phép xin chia làm hai nhóm: những người qua Mỹ từ nhỏ và những người tới độ tuổi lao động mới qua. Đầu tiên, những quý anh được qua Mỹ từ nhỏ, khoảng từ 3 đến 15 tuổi thì rất may mắn, thì họ học hành giáo dục theo kiểu Mỹ từ nhỏ, được thừa hưởng lối sống Mỹ nên cơ hội mở rất nhiều. Được cái người Việt mình rất học giỏi nên đa phần những cô bé du học sinh không chỉ Việt Nam mà còn các nước khác luôn săn đón những anh chàng này. Thực tế hay hả quý vị và các bạn? Có chồng tài giỏi lại thêm có chiếc vé ở lại Mỹ, dạy gì bỏ qua. Thậm chí anh nào kém quá, học xong ra trường vẫn chưa tìm được vợ, thì các gia đình Việt Nam gọi nôm na là môn đăng hộ đối, sẽ ngấm ngầm gia đình này từ trước. Cha mẹ ở đây thường có tư duy thích cô dâu Việt Nam, bởi vì chung tiếng nói, chung văn hóa, không có chữ chênh lệch quá nhiều về cách sống và cách suy nghĩ. Nói đơn là không sợ mất con, nếu lấy quay lại lấy vợ là người Việt Nam. Còn lại các quý anh qua Mỹ có độ tuổi từ 22 đến 25 tuổi đổ lên, qua đây phải bươn chải cuộc sống để kiếm tiền nuôi bản thân, còn hơi đâu mà đi học. Tôi cũng mạn phép nói thật, những người đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay và là người phải cực kỳ có ý chí. Đa phần là lao động chân tay, thu nhập hàng tháng gần như chỉ đủ chi phí sinh hoạt, hoặc có dư thì cũng chỉ vài trăm đô la. Nói thì quý anh sẽ cảm thấy tự ái, nhưng sự thật bản thân mình cũng còn chưa lo đủ. Phụ nữ bên đây có thèm để ý tới mình không? Họ đâu có sai, vì họ phải lo cho tương lai của họ sau này. Họ đâu có thể gửi gắm bản thân cho một người như vậy. Có thể động chạm, nhưng nói thẳng là mình không có cửa. Sử dụng một cái thuật ngữ rất là hay, không có cửa. Vậy thì
Cách nào để có thể lấy vợ trẻ đẹp, đó là về Việt Nam. Bên này mình có thể lao động chân tay, thậm chí là homeless, nhưng mà mát Việt Kiều vẫn ngon. Chưa kể nếu có Việt Nam ăn mặc sang trọng chút, chi tiêu mạnh tay chút, rồi còn lại tỏ ra lịch thiệp, ga lăng, thi thoảng đá một chút tiếng Mỹ thì các em đổ là chuyện bình thường. Cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu những cái câu rất là chuẩn. Các em gái, đặc biệt là các em gái sinh sống ở dưới quê, nghĩ rằng mình được đổi đời, được sống trong đất nước văn minh, chồng mình sẽ không có bạo lực, đánh đập, gia trưởng hay rượu chè như mấy anh ở đây. Chưa kể người muốn đi Mỹ phải tốn vài chục ngàn, mình đã có vé miễn phí thì tội gì. Do đó mát Việt Kiều vẫn có giá. Nhưng sự thật các anh lấy vợ bởi lý do gì, nói ra thì hơi động chạm. Chứ thanh niên độc thân như anh em qua bên này làm hãng khó và có khá mới lấy được vợ. Lấy vợ rồi có động lực thoát nghèo, vừa có người phụ mình làm, vừa có người được giảm thế, vừa có người cùng phải nỗ lực cố gắng san sẻ gánh bớt nặng chi phí. Một cái thực trạng mà chỉ có những người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì mới hiểu được quý vị và các bạn. Tôi cũng có một vài bạn có một cái công việc là mát, là ở luật sư ở Việt Nam. Bạn phải qua Mỹ, bạn phải đánh đổi từ đầu, tuy nhiên bạn vẫn chấp nhận vì bạn nói vì tương lai các con. Và hiện tại bạn chọn một cái nghề, nghề nail để làm, kiếm thêm thu nhập trong những giai đoạn khó khăn. Và nhiều lần bạn nói có muốn học cũng không đủ thời gian học các bạn ạ. Các chị khi biết được chuyện này đâm ra vỡ mộng, chán nản vì cuộc sống không phải như mơ. Các cô bị chồng mình lừa dối như vậy qua đây rất là nhanh chán, do đó có rất nhiều vụ ly hôn. Thậm chí có người còn nói các anh mang hộ vợ người ta qua đây cũng dễ thì thôi, mình có lo được cho người ta nên người ta phải tự tìm một người khác che chở cho tương lai của họ. Thương cho người Việt, đàn ông Việt Nam quá. Lỗi tại mình từ đầu không dám nói thẳng nói thật, để sau người ta có hy vọng rồi thành hụt phẫn. Do vậy tôi có mạn phép khuyên mọi người như thế này. Thứ nhất, các chị em hãy tìm hiểu thật kỹ, chứ đừng nghĩ ai cũng được may mắn, ai cũng được đổi đời. Chuyện được sung túc, được hạnh phúc là có thật, nhưng tin tôi đi, chỉ là con số trường hợp hiếm hoi mà thôi. Thứ hai, cũng mong quý anh đừng giận khi tôi nói điều này. Mình có sao thì mình nói vậy, đừng có gian dối người ta mà tội nghiệp người ta. Hãy cứ nói thẳng nói thật, bên Mỹ cực như thế này, có thương tôi thì qua giúp tôi, hai vợ chồng cùng cố gắng. Mình làm vậy tạo tâm lý cho người ta, giúp người ta quyết định đúng đắn. Bởi lẽ qua bên này nếu cả hai cùng cố, chuyện thoát khổ là hoàn toàn dễ dàng. Thậm chí hai vợ chồng có thể khấm khá hơn, dư tiền mua nhà mua xe rồi lo cho con cái. Đó là những chia sẻ thật lòng mà bản thân tôi có thể động chạm, nhưng vẫn mong những người khác cân nhắc thật về kỹ về ý kiến này. Và tạp chí Việt Kiều lấy từ cái nguồn từ YouTube Dương Trung Hiếu, đó là một kỹ sư qua bên Mỹ ở những cái lứa tuổi hơn 30. Thưa quý vị và các bạn, để kết một cái bài chia sẻ này thì tôi cũng muốn nói với quý vị và các bạn như thế này. Tôi có rất nhiều người bạn lấy chồng Đài Loan, và những người bạn này rất tốt, những người chồng Đài Loan rất tốt, vì chúng tôi gặp nhau ở cùng một ngôn ngữ. Giữa người Đài Loan và người Việt Nam có thể nói chuyện với nhau. Và tôi có không dưới 10 người bạn họ lấy chồng Đài Loan, và họ gánh vác cái vai trò trọng trách của người chồng, của gia đình người chồng lên đôi vai của mình. Họ qua đó họ vẫn đi làm, kiếm tiền, nuôi bản thân cùng nhau, cùng với gia đình. Có những cái bạn rất là giỏi, giỏi cả tiếng Anh, giỏi cả tiếng Hoa, san sẻ mở công ty. Có những bạn đi làm công nhân, đi làm nhân viên, thậm chí một số bạn làm cô giáo.
đánh tan hoàn toàn những cái nghi ngờ. Tất cả những người lấy chồng Đài Loan đều khổ. Những người lấy chồng Đài Loan, họ vượt qua khỏi số phận và họ đến với nhau bằng tình yêu, của một cái tình yêu ban đầu có thể là có một chút toan tính để ở lại đất nước Đài Loan, để có thể kết hôn được, để thoát nghèo. Tuy nhiên, tôi cho rằng cái thầy Dương Trung Hiếu phân tích rất là đúng. Nếu chúng ta biết được thực trạng ở các anh Việt Kiều ở Đài Loan thì chúng ta đồng cam cộng khổ. Chúng ta đến với họ như một tình yêu thật sự, sự đồng cam cộng khổ để các bên đến với nhau bằng một mái nhà. Đó là lý do tôi san sẻ những cái YouTube này lên. Và nếu các bạn ở Việt Nam muốn thoát nghèo, muốn có một cái chiếc vé mà không phải qua bển là thiên đường, chúng ta sẽ cùng nhau để mà lập nên một cái gia đình mới, một cái tế bào mới, mà không phải dựa dẫm vào cái vai của anh chồng Việt Kiều, thì chúng ta cũng nên làm. Và sắp tới đây thì tôi sẽ có những cái chùm video nói về việc kết hôn với nước ngoài, để cho các bạn tự mình tìm hiểu về pháp luật Việt Nam, kết hôn với người nước ngoài bằng kiến thức, bằng sự nỗ lực của mình. Mình lấy chồng, mình gánh vác công việc cùng với chồng, san sẻ những kinh tình yêu, những khó khăn, những cái vất vả trong đời sống, và tình yêu đó sẽ được nhân lên gấp bội. Thưa quý vị và các bạn, đó là những lý do mà tôi cũng muốn san sẻ những cái nhân văn của tạp chí Việt Kiều. Tôi cũng muốn cho thông qua cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta trang trải, nhân rộng cái mô hình để quý vị và các bạn, các em ở Việt Nam muốn lập gia đình với anh chồng Việt Kiều phải hiểu rằng ở đâu cũng phải có một sự nỗ lực. Và một lần nữa thì tôi cũng muốn rằng kênh của tôi, thông qua cái kênh này, nếu các bạn muốn kết hôn với có yếu tố nước ngoài thì các bạn sẽ tự mình làm, hoặc có thể rằng thêm được cái kiến thức, được thông tin thông qua cái kênh Dương Trung Hiếu, thông qua cái tên của luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi có làm cho một cái em kết hôn với người New Zealand. Thì khi mà tôi không trực tiếp làm, nhưng mà tôi vẫn theo, thì tôi có nói với người đi làm giúp giùm tôi rằng là: thế em nó có tình yêu hay không? Và tôi đã thấy tình yêu giữa người Việt Nam và Việt Kiều New Zealand. Và quý vị và các bạn muốn biết thì trên cái Facebook của tôi, luật sư Thu Đoàn, sẽ thấy được tôi đã hoàn tất cái thủ tục kết hôn với họ cho họ. Hy vọng rằng thông qua cái video này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy rằng luật sư Thu không thể đồng tình với ý kiến nào đó, thì xin quý vị và các bạn bỏ qua, không comment, để cho tôi có một động lực giúp thêm những người đang có cần những cái yếu tố pháp lý. Nếu quý vị và các bạn không có đồng ý với cái YouTube của tôi, thì quý vị và các bạn có thể xem những cái video khác để tránh mất thời gian. Tôi không đồng ý những video mang tính chất tiêu cực mà phản hồi ở phía dưới video. Vì để làm được một cái video thì tôi cũng phải mất thời gian, công sức lẫn như trí tuệ để đặt vào hồ sơ. Và tôi muốn kết nối giữa tạp chí Việt Kiều và thầy Dương Trung Hiếu và tôi, để lan tỏa cái tính nhân văn đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nhẫn nại xem những video cho đến thời gian này. Nó không phải là chương trình luật, tuy nhiên thông qua cái này thì tôi sẽ có những cái video luật liên kết cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đón xem nhé. Xin trân trọng cảm ơn.